Học dịch lộn, học dịch dừa, học lộn bắt sao đấy. Học gà ớt, học dịch lộn, học dịch dừa, học lộn bắt sao đó. Học gà ớt, học dịch lộn, em thường mặc áo phông của Triple X Me. Em đội mũ bảo hộ trang như bé chuột Mickey. Em thường nói đi bên anh không lợi ích gì, hay tại vì bụng đói nên em vẫn cứ thích đi. Mắt em đẹp khi anh nhìn ở góc gương phải xe. Anh chạy xe nhưng không nhìn đường, mắt cứ liếc tai thì mãi nghe. Từng câu chuyện về con bạn thân hay em phân phân vài điều em cần suy nghĩ về mẹ. Ngồi sau anh lái suốt ngày suốt đêm, yêu em như chạy rap anh chạy suốt ngày cuốc thêm. Muốn con mình tên là Quýt vì anh chỉ suốt ngày ước em. Có party anh phải đến nhưng anh hứa về trước đêm. Sau này mình về một nhà, em có coi TV cũng nhỏ tiếng. Sau này mình làm người già, anh vẫn yêu dù không nghe rõ tiếng. Anh là một người thật thà, đi ra ngoài nên cho anh có tiền. Anh chỉ có quậy chút thôi, nếu có hơn giận xin em đừng bỏ thiếng. Cứ đi bên em dù cho Sài Gòn chạy 1000 ngày, vẫn luôn yêu em. Với tôi em là một năng lượng tràn đầy. Viết xăm ba câu, anh ước mình làm nhạc như Post Malone. Thank you my baby girl, em là nữ hoàng của boy USO. Ngày đầu yêu Instagram nhiều dòng trạng thái, trên bio selfie nay đã có bạn gái. Đừng hỏi anh thích tóc ngắn hay tóc dài, chỉ cần tóc em thôi là chàng thi sĩ sẽ thích hoài. Thích lúc em cười, thích đôi mắt, thích luôn môi. Quy y tam bảo có pháp danh thích em thôi. Hàng ngàn đồng tiền vàng không bằng ngôi cung nang cả hàng giờ. Ngồi ăn chè ở chợ Banker, anh tham lam như đại dương không đáy. Anh muốn cùng em xây dựng lên ngôi nhà, anh mơ hàng tá điều. Mời cho em một cây kẹo bông giấy, anh thì Ron trong mơ đôi ba câu thơ ngân nga nở bàn đá chiều. Hoàng hôn thì đang buông dần xuống mặt nước, ánh nắng còn lại soi những nơi em đặt bước. Rời bỏ thành thị, rời bỏ cả phố xa, ở dưới gốc dừa hay chai Coca Cola. Nếu có muốn thì em hãy tựa vào anh, nhìn thật sâu phía bầu trời có tình anh tựa màu xanh dưới ánh nắng lấp ló. Bắt đầu em tựa đầu anh, chụp ảnh cùng em post lên story có khung cảnh tựa màu xanh. Một bức ảnh có hai người đứng yên, con của anh sau này sẽ chứng kiến. Mẹ nó đẹp luôn có một chất riêng, và ba nó yêu cũng là điều tất nhiên. Yeah yeah. Ủa em ở Sài Gòn nè, em chỉ thắng cái nhân ở Sài Gòn. Em thích ăn bánh tàu đi, bánh tráng trộn đi, thích ăn hot dog ở nhà hàng Đức Ba, thích uống chè dâu ở Đông Du. Thích đi ăn gì ăn? Dạ ăn năng. Em ơi, anh đọc được ở trên mạng là vậy nè, nếu yêu em là một thang điểm 10 thì anh chỉ nằm ở mức ngang 8. Bởi vì ngàn tám là yêu em vô cùng mà. Anh sợ quá. Mẹ nó đẹp luôn có một chiếc riêng, và ba nó yêu cũng là điều tất nhiên.